Thời bình yên sau trận chiến giữa Rimuru với Zuki đã kết thúc hơn 50 năm. Trong 50 năm đó, yên tĩnh hòa bình đã đến với cả Tensura. Đó có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất, không sóng gió nhất của Rimuru. Cho đến cả các ma vương, bọn họ đã dành khoảng thời gian siêu dài đó để làm những mục đích mà mình muốn mà không phải là đánh nhau. Người thì mở rộng lãnh thổ, người mở rộng thương buôn, mua bán kinh doanh. Các ngành giáo dục giải trí cũng từ đó mà đã phát triển rất nhiều. Từ Tempest, Luberius, Damagania, Vương triều Sarion, các nước người Lun, vân vân và mây mây. Đây chính là khoảng thời gian mà Chủ tịch Rimuru của chúng ta có những thời gian rảnh rỗi để thực hiện mục đích ngay từ ban đầu của chính mình đề ra, đó là tạo ra một thế giới nơi mà con người và ma vật có thể chung sống hòa bình với nhau. Đó cũng chính là lý do tại sao Marcel đã đề nghị chủ nhân mở rộng ra một hoạt động rất là tích cực đến khắp mọi miền của Tensura, đó chính là học tập. Đúng thế, có thể nói chủ tịch của nhà ta đã có rất nhiều nguồn vốn khi thương buôn, mua bán rất nhiều thứ ở Tempest. Cậu phát triển về thời trang, ăn uống, xuất khẩu các mặt hàng gia dụng hay thậm chí là tuyển gia công xây dựng từ chính đội quân của Gerudo. Từ đó giúp cho hình ảnh của đất nước ma vật Tempest ngày càng được rộng mở và con người ở mọi nơi dần có thiện cảm với ma vật. Tuy nhiên, có một hoạt động mà từ trước giờ Rimuru chưa từng đẩy mạnh nó, đó chính là học tập. Hiện tại, nơi mà có hoạt động này nhiều nhất đó chính là ở Ruberius hay ở các quốc gia phương Tây, cũng có những trường dạy học về ma pháp, chiến đấu. Tuy nhiên, đã là người có tài thì cần phải có cả văn võ song toàn. Cũng như ở Tempest lại không hề có chính sách dạy học hay trường học, các ma vật quá bị thiệt thòi về khoản này. Chính vì lý do đó mà Rimuru đã quyết định một cuộc họp hội nghị để mở ra trường học mang tên Đại Hoàng Nhân Ma Tempest. Đúng với cái tên gọi của trường học này, trường học không chỉ dành riêng cho con người dạy học mà đến cả những ma vật đều được đăng ký tham gia học tập. Với Rimuru ở thế giới cũ, cậu từng là con người và ở kiếp sống chuyển sinh này, cậu lại là một ma vật. Chính vì thế mà Rimuru luôn ưu tiên ma vật hay con người, tất cả đều bình đẳng như nhau. Con người yếu hơn ma vật về sức mạnh thì họ sẽ học về sức mạnh phép thuật ở trường. Còn ma vật yếu hơn con người về mảng tri thức thì họ sẽ học hỏi ở trường về mảng kiến thức. Đúng thế, Rim muốn chọn ra nhân tài để phục vụ đất nước Tempest ngày càng trở nên lớn mạnh. Song hành với đó, Rimuru cũng đã cho phép các đội quân của mình xây dựng các nhà máy, xí nghiệp cũng như các nơi làm việc đảm bảo đầu ra khi hoàn thành ở trường. Với danh tiếng uy nghiêm của vị ma vương Rimuru Tempest, danh tiếng này đã được lan rộng đến khắp mọi nơi ở Tensura. Chính vì lý do đó mà rất nhiều người muốn được làm việc ở Tempest. Rất nhiều học viên cho đến ma vật đều muốn tham gia học tập. Họ nếu học ở đây sẽ có được những đãi ngộ sau: được chứng nhận tốt nghiệp do chính Rimuru tạo ra cùng chữ ký và dấu ấn sao lam của chủ tịch. Mang tấm bằng này, họ sẽ được làm việc trong khắp những nơi mà do Tempest tạo ra, được chứng nhận là học viên và được Tempest bảo vệ, được gặp những cán bộ lớn như Benemaru hay Diablo, vân vân và mây mây. Vì những người này có các bộ lạc fan cuồng từ con người cho đến ma vật, người thì cuồng hai chỉ đại Sion và Suna, người thì cuồng mấy thánh mạnh mạnh mà ngầu ngầu như Diablo hay Benemaru, rồi còn có được thưởng lương bổng ở nơi đàng hoàng cũng như được luyện tập sức mạnh để tăng khả năng chiến đấu, được trao dồi thêm kiến thức về nhiều mặt. Họ sẽ được phổ cập tất cả những kiến thức mà các trường học của toàn bộ quốc gia của con người có. Kèm theo đó, họ sẽ được thưởng các vật phẩm từ các cuộc thi ở trường. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 10 năm kể từ lúc thành lập trường Đại Hoàng Nhân Ma Tempest thì đã xảy ra một vấn đề rất lớn. Đó là hiện tại chỉ có một trường dạy học duy nhất mà thôi. Trong khi lượng học viên tham gia là vô số nhiều, nó sẽ khiến chất lượng của các học sinh sẽ không được chọn lọc một cách tỉ mỉ và chất lượng nhất. Chính vì thế mà Rimuru đã nghe theo ý kiến của CL. Đó là nếu như chỉ có một trường như thế này sẽ khiến lượng người đăng ký quá tải cũng như là không chọn lọc được nhân tài thật sự. Ai ai cũng được học ở trường Đại Hoàng Nhân Ma Tempest ở chính thủ đô của Rimuru thì nó lại không ổn cho lắm. Thế nên CL đã đề nghị chủ nhân là phân tách trường Đại học Hoàng Nhân Ma Tempest ra thành 4 chi nhánh. Nếu phân chia như thế thì tất cả sẽ có sự chọn lọc phân ra nhân tài thật sự để có thể được học tại chính trung tâm của trường học Nhân Ma chính gốc. Đúng thế, trường học của thủ đô chỉ tuyển các nhân tài, các học viên vượt qua các bài thi và kiểm tra ở 4 trường chi nhánh. Sau khi được vào học viện chính thì sẽ do ma vương Rimuru kiêm luôn chủ tịch Slam Rimuru Tempest làm hiệu trưởng. Thông tin đó đã được truyền bá đến khắp tất cả mọi người và ai ai cũng đã nhanh chóng tham gia 4 trường học kia để nhanh chóng hoàn thành bài thi ở 4 trường đó để tham gia tiến cử tham gia vào học viện gốc. 4 trường học ma nhân khác sẽ được để ở 4 vị trí khác nhau ở khắp mọi nơi trên Tensura nhằm mục đích đa dạng về các học viên. Trường học chi nhánh đầu tiên, hiệu trưởng sẽ chính là Gobuta. À, ban đầu là Rimuru đã tính để cho Hakuro làm vì ông ta rất thích hợp trong cái vai vế này. Ấy vậy mà lão Hakuro lại không muốn làm điều đó.
thà để cho ông giữ thêm cái vai thầy giáo dạy võ ở trường nghe có lý hơn. Và đương nhiên, ông sẽ là giáo viên huấn luyện khắc nghiệt nhất trong bộ môn chiến đấu ở trường Đại Hoàng Nhân Ma rồi. Từ đó, Hakuro đã đề nghị với chủ nhân rằng mình sẽ đề bạt Kobuta lên làm hiệu trưởng cho cậu ta nghiêm chỉnh lại một chút. Dù gì, Thánh cũng là một trong tứ thiên vương, với là một nhân tài siêu may mắn mà. Anh nhìn vậy, chữ giỏi vừa cờ lờ ra đấy. Mà cái trường học của Thánh Kobuta lại thiên về kỹ thuật chiến đấu. Chi nhánh trường học thứ hai, hiệu trưởng sẽ là bà chị Sion nhà ta. À, bà báo quá trời báo ấy chứ. Lúc đề cử hiệu trưởng, bà là người tự nhận mình sẽ thực hiện vai trò này. Sion lúc đó bắt đầu lên giọng. Rimuru-sama, ngài hãy tin tưởng giao phó trọng trách này cho em. Đường đường là một thư ký đắc lực giỏi giang như em sẽ tự tay đào tạo ra những học viên ưu tú xuất sắc. Dù gì, em cũng đã có kinh nghiệm trong việc giảng dạy ba thằng của ma vương Dark Grill rồi mà. Trường học của em sẽ chuyên về chiến đấu võ thuật thuần túy. À, đương nhiên em sẽ tuyển các giáo viên để dạy kiến thức nữa. Đây là lý do tại sao mà giờ chúng ta có một trường học do chính bà Sion là hiệu trưởng. Lúc ban đầu phân chia ra các hiệu trưởng thì Rimuru đã suy nghĩ hiện tại đã có Sion, có Kobuta rồi. Thôi thì giờ cho luôn 4 hiệu trưởng của 4 trường là bộ tứ thiên vương của Tempest luôn cho rồi. Rimuru rất vui và cậu muốn những hoạt động của 4 trường nó sẽ bao gồm mọi thứ từ chiến đấu, học tập, kiến thức vui chơi và giải trí. 4 hiệu trưởng không nhất thiết lúc nào cũng phải ở trường. Đó chỉ là trên danh nghĩa rằng trường học đó là do họ làm hiệu trưởng mà thôi. Ở mỗi một trường đều sẽ tuyển chọn ra các giáo viên tài giỏi từ khắp mọi nơi ở Tensura được huấn luyện khắc nghiệt trước khi giảng dạy. Còn các hiệu trưởng chỉ có nhiệm vụ giám sát đưa ra các luật lệ cũng như hướng dẫn các con đường nào cho phù hợp với mình mà thôi. Và cứ như thế, mọi hệ thống một trường và 4 chi nhánh đã lan rộng đến khắp mọi nơi, từ con người cho đến các chủng tộc, từ những kẻ có tài tiếng cho đến các ác ma và cả con người. Họ đã chọn ra được rất là nhiều kỳ tài và cũng như tổ chức ra rất là nhiều cuộc thi cho các học viên. Tuy nhiên, bình yên của Tempest chưa lâu thì drama cũng đập đến. Trường học chi nhánh của Tempest được tạo ra quá nổi, cho nên các trường học trực thuộc của Ingracia, trường học của các quốc gia lân cận và rất nhiều quốc gia khác đều cảm thấy số lượng học sinh bên phía trường họ ngày càng giảm sút, với cả những kẻ không tuân theo ma vương Rimuru cũng có rất nhiều. Có người nói rằng hắn đã là ma vương thì nên yên phận là ma vương, tại sao còn lấn áp sang mảng giáo dục như thế này. Nó khiến trường học của các quốc gia bị giảm đi đáng kể. Từ đó rất nhiều kẻ đã liên thủ cùng nhau hãm hại danh tiếng cũng như chất lượng của 4 trường học chi nhánh. Những thầy cô ẩn nấp và những kẻ đó biết rằng hiệu trưởng của 4 chi nhánh trường Tempest gần như là rất ít ở trường. Một cuộc trà trộn học sinh hách dịch vào rất nhiều. Chưa hết, ở một khu nào đó có hai nhân vật thần bí đang sử dụng ma pháp triệu hồi để làm một điều gì đó. To be continued. À quên nha, chưa hết đâu. Ngày hôm nay ở Tempest, hội nghị của các thuộc hạ cấp cao, các ma vương đã được tổ chức ra. Cuộc họp bao gồm có tất cả các vị ma vương, các quan chức có thẩm quyền về các lĩnh vực mà Tempest đang phát triển. Một trưởng lão Goblin lên tiếng. Thưa Rimuru-sama, về các lĩnh vực xây dựng, các nhà máy chế tạo, các loại nước ép, chúng thần đã tạo dựng được ra hơn 5 nhà máy sản xuất và đang tiến hành những nhà máy gần vương quốc người lùn, cũng như chuẩn bị đàm phán với các quốc gia để xuất khẩu loại nước ép hoa quả đóng hộp đến cho người tiêu dùng ạ. Thương hiệu nước ép của Slam phải nói là đỉnh của đỉnh luôn, nên nhờ thế mà chúng ta đang thu rất nhiều lợi nhuận ạ. Ri mỉm cười. Ôi chà, nước ép trái cây, nó là một thứ nước uống rất là ngon và nhiều vị, chưa kể được giao từ nơi của vương quốc thú thì bá cháy bọ chết luôn. Bên cạnh Kazin, Kurobe và Vesta cũng lên tiếng. Thưa Rimuru-sama, những nhà máy chế tạo dược phẩm hồi phục, vũ khí và áo giáp cũng đang được phát triển theo đúng kế hoạch. Nó vẫn đang cung cấp đến cho các trường học, các mạo hiểm giả và những binh lính ạ. Tuy nhiên, chúng thần cần có một lượng tài nguyên lớn về nguyên liệu ạ. Rimuru trả lời. Được rồi, những thứ đó đợi ta một ngày, ta sẽ để cho nhóm Gerudo chuyển đến sau. Có vẻ như mọi thứ đang rất ổn thỏa nhỉ. Benemaru cũng báo cáo. Thưa Rimuru-sama, thần cũng đang tập huấn và huấn luyện cho các binh tướng và các chủng tộc ác ma khác nhau tham gia vào Tempest chúng ta. Nào là tộc thỏ, tộc nhân ngư, tộc quỷ nhân, tộc ngưu nhân, tộc hùng nhân, vân vân và vân vân. Các học sinh từ các trường có khả năng chiến đấu sau khi hoàn thành khóa học cũng đang được thần huấn luyện rất chặt chẽ. Ôi trời, 4 người hiệu trưởng này quá lơ công việc ở trường quá. Họ toàn tập trung vào công việc ở Tempest nên quá bận bịu ở các trường học. Thấy mấy người này bận bịu như thế, Rimuru mới lên tiếng hỏi han. Này này, Kobuta, Benimaru, Diablo và cả Sion nữa, các ngươi không về trường của mình hay sao? Gần hơn 6 tháng các ngươi không về rồi đấy. Lỡ các giáo viên và các học viên có gì xảy ra thì sao? Ta nói nhé, trường học là nơi rất quan trọng đấy. Để có được một nơi chứa nhiều nhân tài
thì các ngươi cũng cần phải nắm rõ ràng vị trí hiệu trưởng của mình. Diablo mỉm cười. Phù, thưa Rimuru Sama, trường học của thần là nơi chứa đựng rất nhiều tinh túy nhân tài. Những tên học viên của từng lớp đều được huấn luyện rất chặt chẽ. Các giáo viên ở đó cũng được thần cho những đặc ân rất lớn. Nếu chúng có dám làm gì sai trái thì thần sẽ... Ôi trời, cái mặt gì nhìn nguy hiểm thế này? Sion, Gobuta và cả Benimaru cũng rất là tự tin, nên Rimuru đành chịu với đám người này luôn. Hiện tại, học viện chính ở Đại Hoàng Nhân Ma Tempest đều full là những thầy giáo ở Tempest, nên Rimuru rất yên tâm. Về trí là có những Goblin cấp cao có kiến thức uyên bác, về võ thì có Hakuro giảng dạy. Cha đây là nơi ổng lão này trổ tài khi một lúc dạy quá trời là lớp cơ mà. Về nấu ăn sinh hoạt là có Suna, đây chắc dành cho các học viên nữ rồi. Rimuru nói với Xiao. Xiao, trong những năm qua chúng ta đã đào tạo ra được bao nhiêu nhân tài ở trường Đại Hoàng Nhân Ma rồi thế Xiao? Thưa chủ nhân, có tất cả là hơn 1.300 học viên đã được lọt vào Đại Hoàng Nhân Ma từ việc tuyển chọn từ 4 trường do Benimaru, Sion, Gobuta và Diablo rồi ạ. Trong đó có hơn 800 học viên đã đủ yêu cầu tốt nghiệp, vừa văn võ song toàn và tất cả đều đang làm việc ở từng bộ phận ở Tempest. Hiện tại, trường Đại Hoàng Nhân Ma, các giáo viên được ngài phân công đang giảng dạy cho 500 học viên ưu tú còn lại. Trong đó, có xuất sắc nhất được chính tay ngài huấn luyện cũng sắp hoàn thành. Những học viên nam đa phần đều tham gia vào quân đoàn của Benimaru để nâng cao khả năng chiến đấu, nên anh ta dạo này mới bận như thế. Còn Diablo thì đang quay trở lại để tìm và lôi kéo những ác ma tham gia trường của anh ta nhằm để huấn luyện. Sion thì những kẻ nào vào trường, đa phần đều mê sắc đẹp của cô nàng, vào như toàn là đám học viên con trai. Rimuru nghe xong thì cậu đúng là cảm thấy rất chi là lo lắng. Ây cha, cũng phải có học viện nữ chứ, sao toàn nam thế này? Không biết những năm tiếp theo sẽ có các học viện ưu tú hay không đây? Chủ tịch Rimuru ngoài việc xử lý đống giấy tờ ở Tempest về rất nhiều thứ từ kinh tế, chính trị, thương mại, học vấn ra thì chủ tịch cũng đang làm giáo viên riêng cho các học sinh nổi bật thiên tài. Cứ mỗi một đợt tuyển vào trường chính của Rimuru sẽ có những học viên tài ba xuất chúng có thể đào tạo và những người đó sẽ được Rimuru trực tiếp huấn luyện. Năm em Ri đang dạy đều rất đặc biệt, có những thứ bất thường hơn các em học sinh khác. Chẳng hạn như có hai em cũng là người đến từ Nhật Bản. Một em tên là Kazuhiko, kỹ năng của em ấy là kẻ điều khiển. Kỹ năng này cho phép em ấy có thể điều khiển tất cả những người xung quanh trong phạm vi 2m, điều khiển và tuân theo mệnh lệnh theo ý muốn, cũng như điều khiển những thứ xung quanh có trong phạm vi, một kỹ năng rất nguy hiểm. Một học viên khác tên là Yoshi, lúc khi đến thế giới này lại sở hữu cho mình một kỹ năng, đó là kẻ xúc cảm. Một kỹ năng có thể khiến cho những người xung quanh chịu sự ảnh hưởng theo cảm xúc người sở hữu ở một mức độ nặng hơn cảm xúc gốc của người sở hữu. Nói thẳng ra, khi em ấy giận sẽ khiến cho các bạn khác xung quanh cũng giận, giận một cách đến điên đảo và làm những thứ đáng sợ. Đây đúng là hai học viên có hai kỹ năng rất nguy hiểm. Nếu không được Rimuru dạy dỗ đàng hoàng thì coi như cả hai sẽ làm ra những thứ rất kinh khủng. Ngoài ra, cũng có ba em học sinh khác thuộc ma vật, đó là một bé thuộc tộc nhân ngư, một tên thuộc ngưu nhân và một bé thuộc tộc hùng nhân, tộc gấu. Ba em đó cũng có khả năng thiên bẩm và cả năm em này đang được Hakuro dạy riêng. Đương nhiên, riêng hai em từ Nhật Bản đến kia đã bị Rimuru tạm thời phong ấn, nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường cho các em học sinh khác. Ấy vậy nhưng việc có hai em xuyên không như thế đã làm cho Rimuru cảm thấy có điều gì bất thường. Bỗng dưng có hai người từ thế giới khác đến, ngoài nhóm của Chloe ra thì sau một thời gian như vậy lại tiếp tục xuất hiện cơ chứ. Rimuru cũng đã đến chỗ của Leon để hỏi thử, nhưng anh ta nói rằng mình đã không triệu hồi bất kỳ một đứa trẻ nào đến thế giới này nữa rồi. Vậy rốt cuộc nguyên do là gì? Thế là kể từ đó, Rimuru bỗng dưng nảy ra một ý định, đó là tại sao mình lại không giấu nhóm của Benimaru, Sion, Gobuta, Diablo để ra bộ đăng ký vào 4 trường của bọn họ xem các giáo viên và các học sinh đó được dạy và huấn luyện như thế nào, vừa có thể dễ dàng điều tra xem coi còn có học viên nào được triệu hồi đến đây hay không, nguyên do của nó là sao, vừa có thể tận hưởng lại cái cảm giác được đi học lại là như thế nào. Hình như các giáo viên 4 trường kia đều được tuyển từ các quốc gia khác thì phải, nên cũng không đáng tin cho lắm. Này CL, cô có thể giúp tôi làm cách nào để nói xạo đám thuộc hạ của mình hay không? Thưa chủ nhân, chuyện đó đơn giản, ngài chỉ cần nói rằng mình cần tạm thời vắng mặt tu luyện sức mạnh một thời gian thì các thuộc hạ nào dám nói gì? Bình thường những ma vương cũng hay ẩn đi một thời gian để luyện tập cơ mà. Nhưng ngài nói như thế, ngài sẽ có thể tận hưởng và điều tra cũng như xem thái độ của các thuộc hạ như thế nào nếu như chủ nhân không có mặt. Vậy nếu mà chúng ta đóng giả như thế, liệu đám người kia có nhận ra không? Nhất là Diablo và Sion ấy. Ngài yên tâm, thưa Rimuru-sama, em lần này sẽ khiến họ không thể nhận ra ngài là ai luôn. Nghe theo lời của Sion,
Rimuru đã thông báo đến cho tất cả các thuộc hạ rằng mình cần bế quan tu luyện trong thời gian là một vài tháng, nên trong khoảng thời gian này tất cả phải hết sức cẩn trọng và tập trung vào nhiệm vụ của mình. Rimuru còn liếc sang Diablo và Xion. Rimuru đã nhấn mạnh giả bộ đặt kỳ vọng vào họ để họ bớt chú tâm vào mình. Ahem, Xion, Diablo, hai người là thư ký của ta. Với cả hai người đang là hiệu trưởng của hai trường học, vậy nên hãy sáng cân bằng hai bên và đào tạo ra các học viện ưu tú nhất nhé. Diablo, Xion nghe xong, cả hai mở cái đôi mắt lấp lá lấp lánh kia ra kiểu: ôi Rimuru-sama, ngài đã mạnh mẽ như thế mà ngài vẫn cần phải luyện tập sao? Ngài đã tin tưởng thần như thế, thần sẽ dốc tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định sau khi ngài bế quan xong thì thần sẽ vác một đám học sinh mạnh vơ cơ lơ đến cho ngài. Trời mía, ông Diablo này nhìn nguy hiểm dễ sợ. Còn anh chàng Veldura kia, hiếm hoi khi ổng bị hai bà chị đưa đi đâu đó rồi. Chắc ôn lại chuyện chị em xưa nên ảnh không có ở đây. Milim thì cũng đang bị dí ở trên thiên giới. Rimerit thì đang cắm cúi do đống nghiên cứu. Còn các ma vương còn lại cũng đang bận bịu công việc. Chuchua, cái thời gian này đúng lần mình đi dò xét là tuyệt cú mèo mà. Trường đầu tiên mình đến sẽ là trường của Benimaru vậy. Chắc là sẽ có nhiều kỳ tài võ luyện làm đây. Mà này Xiao, chả lẽ ta vào cái bộ dạng này ư? Xiao bỗng dưng làm cái bộ mặt gì đó, trông cứ thần thần bí bí. Thưa Rimuru-sama, lần này em đã chuẩn bị cho ngài một thân xác rất chi là hoành tráng. Ri sửng sốt. Đây là... Này này, sao lại là con gái cơ chứ? Đúng thế, cái thân xác của Xiao tạo ra là một vóc dáng của một cô gái vẫn tóc màu xanh dương, nhưng khuôn mặt bị biến đổi hoàn toàn. Mặc váy đồ đó, có mỗi tội là nó hồng có một vòng một, vòng ba gì luôn. Lép như con tép. Rimuru tức tối. Sao ta phải thành con gái chứ? Cô bị ấm đầu à Xiao? No nhé, chủ nhân. Một cách để có thể khiến ngài không bị nhận ra chỉ có thể là biến thành con gái hoàn toàn. Với cả khuôn mặt khác, em đã phong ấn sức mạnh của ngài tất cả lại rồi, nên ngài hiện giờ không khác gì một người bình thường mô. Mà nói thế chứ thần sắc này sẽ có tên là Miru. Anh Ri cay vờ lờ. Anh bảo mình đường đường là trai thẳng. Dù cho con Slam kia là vô tính, nhưng tâm hồn vẫn là anh trai mà. Đã cho thần sắc con gái thì cho có vòng 1, vòng 3 đi. Ai dè, nhỏ Xiao nó cho tâm với trả hôn lép như con tép chứ. Cày vơ cơ lơ ra. Thôi được rồi, ta tạm ở thân xác này vậy. Được rồi, chúng ta đến trường của Benimaru nào. Ngôi trường của Benimaru được gọi là Hách Nộ Viện, nằm ở gần đế quốc phương Đông. Từ sau cái trận chiến đó thì ở nơi này cũng đang dần được cải thiện và phát triển không kém. Khi đến học viện, Rimuru cũng khá bất ngờ. Thánh Benimaru lấy chính danh hiệu của mình ra để đặt tên cơ à. Rì đi xung quanh bên ngoài trường thì cậu nhìn thấy rất nhiều ma vật của các tộc, có cả đám mạo hiểm giả kiểu ta đây là anh hùng cũng tham gia. Xung quanh ngôi trường đều là những biểu tượng của chú Slam cùng với những cột lửa được tạo dựng. Ấy chà, đúng chuẩn là trường thiên về kiếm thuật mà. Nhìn xung quanh những ma vật đang nhìn chăm chăm vào Rimuru. Ê, mày nhìn kìa, con nhỏ đó có đi lộn học viện không nhỉ? Trường này là chuyên về kiếm ma pháp đó, đa phần là nam nhi. Nhỏ một chơi trội hả? Thì nghe xong kiểu đậu mía tụi mày, gái trai ai chả học được, giờ nam nữ bình đẳng nhé. Ồ khoan, mình là trai mà. Cũng có mấy thánh nhìn đi với kiểu ánh mắt trái tim các thứ, rồi mấy thánh con người lại đến gạ gẫm nữa chứ. Có một tên hách dịch với bộ dạng xạo quân đến, đám này vác thanh kiếm katana mua ở Tempest thì phải. Tên đi đầu tên là Toshiro, hắn lên tiếng bảo: hello cô em, muốn vào học viện à? Cứ đi theo ta sẽ giúp đàn em một cách tận tình. Ta là bạn của ngài Benimaru đấy. Cô em nhìn xem, thanh katana này nè, ta được chính hiệu trưởng Benimaru tặng cho đấy. Ta còn luyện được hỏa ma pháp. Cô em đi theo ta, đảm bảo được ta bảo kê. Tụi nó cười cười mà nhìn cái bản mặt muốn đấm cho tụi này vài phát vậy. Ri cũng tỏ thái độ liền: tôi có chút chuyện, không rảnh tán gẫu với các người. Cái đám kia ấy vậy mà tụi nhỏ méo tha Rimuru gì cả, đúng là chưa trải sự đời mà. Mé, tụi này lầy lội dễ sợ. Ri cho mỗi thằng nhỏ một thằng một đấm u cả mắt xong cậu rời đi. Còn đám kia thì lại quay lại chửi lớn: mày nhớ đấy con kia, tao sẽ bảo hiệu trưởng Benimaru đuổi mày ra khỏi trường, tao sẽ kêu đại ca đến xử mày. Trời ơi, đám học sinh càng ngày càng xạo quần thật đấy, lại còn dám bảo quen với cả Benimaru nữa cơ chứ. Rimuru bước vào trong trường thì một khung cảnh đã làm cho Ri vô cùng sửng sốt. Cậu nhìn thấy một bé trai đang bị các học viên ma vật khác đánh cho bầm dập tơi tả. Mày thì là con người yếu như sên cũng đòi vô trường này học à? Bọn tao là những ma vật đầy sức mạnh, như thế mới có thể được ngài Benimaru tuyển chọn mà thôi. Nếu như mày thì cút đi cho ta. Rimuru ngạc nhiên, không phải là cậu bé bị đánh đập, mà là cậu bé đó chính là một người Nhật Bản. Bộ đồ đó là bộ đồ sinh viên cấp 2 ở Nhật chứ đâu. Cậu bé đó đang tỏa ra một luồng khí u tối đến những ma vật đang đánh đập mình.
rồi bỗng dưng đám đó bị cái cây đằng sau quật ngã bị thương. Nhanh chóng, Xèo đã phát hiện ra điều gì đó. Thưa chủ nhân, kỹ năng của bé trai đó được gọi là kẻ tai họa. Cái gì? Lại có người Nhật Bản thứ ba rồi? Chuyện này thật quái lạ. Kỹ năng đó có tác dụng gì thế Xèo? Thưa chủ nhân, kỹ năng đó ngược lại hoàn toàn với chính Masazuki. Đó là một kỹ năng của một ác vương mang tên là kẻ tai họa. Thay vì Masazuki là anh hùng luôn mang đến những điều may mắn và cậu ta là một anh hùng, thì cậu bé này lại có kỹ năng mang đến xui xẻo và tai họa cho bất kỳ một ai ở gần cậu bé. Thưa chủ nhân, cậu bé này nếu không được giáo huấn, nhận định tương lai sẽ là kẻ đối đầu với vị anh hùng Masazuki. Toby continue. Chủ tịch của nhà ta đã quyết định trở thành học viên của lớp học quái vật từ chính các thủ hạ của mình. Rimuru sẽ có cuộc hành trình nào trong các học viện và nguyên do tại sao lại có những đứa trẻ được triệu hồi đến Tensura như thế? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy video của mình hay, thế để lại cho mình một like, một comment và một subscribe. Và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em cho các video tiếp theo.